ơi, cá cốc. Cốc xe thôi. Con gì? Cá cốc, không quên lấy cái vợ coi. Mày không? Ừ. Được. Im đi. Hôm nay mình sẽ trải nghiệm ở đây nha cả nhà. Ở đây là kêu gọi gì chú? Tân Lộc ạ. Còn Tân Lộc ạ. Cù Lao Tân Lộc cả nhà ơi. Thì lửa chút xíu dính cáp anh ghi. Tới cũng chạy ngày. Đây. Có lẽ có thể là ngày mai lời sẽ chạy xuống đấy nè. Có cá nghe. Con gì luôn tôm ở dãy kêu đó chắc dữ lắm tôm à. Lao Tân Lộc tao mấy cá không biết cũng bị dịch cá cốc nữa quá rồi dính rồi trúng rồi cá cốc ăn vậy chịu ăn này cả ta trúng luôn cá cốc rồi cả nhà ai cái gì cái xác hay cái dầu cái hú vậy đó. cái hú hay cái gì luôn cái mặt nó ghê vậy Giang có vô đếm gì đó không phải à giống như cái dồ á cá út thì nó không giống cái lăng mà còn cá này ngủ lắm. Vậy cá hú rồi vậy. Cá lưng xanh. Cái gì ngủ đó cả nhà ơi. Cái đầu nó nè, gian cái dồ đếm gì đó. Ngoài không có đếm. Dạ. Gian cái dồ đếm mà không có đếm. Cá quá nha. Này cậu Tam dính cá à? Thông báo với cả nhà tin mừng là mình mới lên cây xăng đổ xăng dính được thùng bia. Mình mua được thùng bia. Tối nay mình phanh quá. Chú rảnh tối nhậu lưu sương nha chú. Con chú đang ngồi câu cá cả nhà, cho cá ăn cả nhà. Cái đó mình nuôi cá gì chú? Con làm trên kênh YouTube Hai Lúa Miền Tây á, đi trải nghiệm trên sông, bắt về tụi con ăn nó à. Chứ
này đi săn tôm mà thấy cá không à. Ở đây cũng có mấy ông anh câu cá sủi với cá cóc à. Cá cóc ở đây nhiều thiệt chứ. Ở bên kia quất hai con, ở đây ông anh mới quất hai con bên đây nữa cả nhà. Càng ra xa thì cá cóc càng bự. Kiếm gì anh Đeo? Trời ơi, cá vô. Giật lên. Dính là mừng à. Một con đầu tiên. Bỏ vô giặt nè, bỏ hàng trước. Lấy cái lử ra đi. Rồi bỏ vô. Sang làm nào. Chuyển lại cho anh lúa đi. Mình đâu có cái em có giọng theo hả? Không. Không có. Đây không? Có không? Rồi. Sao lưng em mà em không thấy? Đây mình có giọng đây. Đó. Dễ không? Cái bự dễ nhỏ đây. Chú Tiều đeo đây. Chú Tiều đeo mà. Nó cóc lụm chưa rồi. Nè anh Tèo. Cá ăn sang ơi. Cá hết. Dớt. Để cục chuyện cả nhà ơi. Ừ không? Vô cậu ơi. Im. Mấy mình cầu cá banh luôn cả nhà. Nãy giờ dính không anh? Sao? Hai con rồi đó. Dạ. Vô nghe cả nhà. Đây cá cóc nhiều quá. Đó, ngớp đó. Bự anh Tèo ơi. Vô. Ở dưới này là của ta cả nhà ơi. Ở
trên đầu lúa là 3 cây ăn câu. Bây giờ cái đi. Cá cóc này nhiều đi cá sang. Nhiều. Tại vì dính mấy câu rồi đó. Này nước trứng một cái dân tay lứ ha. Gỡ mệt nghỉ luôn. Mềm. Hả? Đến đâu? Thôi. Lưới ra nhà ơi. Chào anh Tèo ơi, nãy văng hai tay ra lưới thử có cá không ta nhà. Thấy cá cóc nó ngất quá trời luôn nè. Đi không vậy? Đi. Thôi quen. Quen à, nãy giờ quen đi tới lui được mà. Về đất anh qua đó đó anh Tèo. Ơi. Con cá đầu tiên cả nhà ơi. Chết nữa tay lưu dính cá chút xíu này. Trời ơi, cái gì đâu? Ôi, ba tay lưới cũng không thôi tiếc cả nhà. Trời ơi, dính cái dầu bự. Ba tay lưới luôn rồi. Nó bự cả nhà ơi. Sơn. Cái dầu lấy vốn hơn nửa tay lớn ạ.
trên tèo ơi, còn tay nữa tèo ơi, không biết sao tèo ơi. 2 ký ha. Cái đó à, 2 ký à. Cái chai sông nè cả nhà. Rất là ngon luôn nha. Ôi. Lấy vốn nha cả nhà. Lấy vốn hơi lỗ không biết. Cái này chắc lỗ quá. Ơi. Để đi. Chị nhà đó. Lơ cả luôn. Lỗ không sao. Biết sao giờ? Mình chỗ lạ mình tới thường thường bị ấy lắm. Bị mấy cái nọc á. Mình không có biết cả nhà, với dây bè đâu đó. Dây bè mình có thể đón được. Ui ui ui. À, dính là ngon rồi. Ừ sao không dính thôi à. Đây cả nhà, 2 ký anh tao. 2 ký à. Anh em có mua thùng bia cả nhà. Cơm thì mình nấu xong hết rồi. Đây cá chiên, tôm luộc. Mớ tôm này mình luộc cái mình làm lương xương với thùng bia. Tối nay anh em làm lương xương nha. Ok. Lon chạy lon là dễ ngủ. Rồi. Bằng cá tắm rửa. Cá. Nhậu. Hồi nãy em gửi 2 con rồi đó. Em đó gửi rồi. Rồi. Mai mình soạn tay lưới lại. Giờ này là anh em thưởng thức thành quả cả nhà. Mấy đêm rồi anh em mới mua được thùng bia. Chỉ xong là mình mua ghé đổ dầu á. Rồi mình hỏi mình mua bia cả nhà. Mua mấy trứng hộp vịt gì đây anh Tèo? Giữa phải không? Giữa. Nên mình có bia Vina không rồi cả nhà ơi. Hoành tráng lên cái giỡn á trời. Nhiều món quá nè. Coi chừng nghe anh Tèo. Rồi mời cả nhà thưởng thức vài ly bia cùng những món ăn trên sông nhóm hai lúa miền Tây. Quá trời tôm luôn cả nhà. Tôm mình đựng bằng tô không cả nhà, đựng bằng dĩa không, mình đựng bằng tô không à. Đang ở trong cái bãi cỏ mình cũng chơi chiêu cũ quá nha, mình chơi cái chiêu là ôm chiêu đám cỏ không sợ sống xương cũng được vài 2 cậu đi phụ hồi anh em làm gì được đó. Làm gì được đó, mê dân lưới cầu tôm gì dính nhiều nhiều chút. Lưới dính cá dò nữa ha, dính tôm càng nè. Nay dân lưới với cá dò không ham mà đó, cá nào bắt cá đó. Nhìn cái giò hơn đây đấy. Thôi mời cả nhà. Mời cả nhà. Mời cả nhà luôn nha. Mát. Dạ sao mày. Thằng con tôm đi. Ba anh em nè. Ừ. Ăn đi ăn đi. Sao? Ăn trứng. Sao cương cái gì? À. Có lợn thôi. Ăn đi. Ừ. Gì chứ mấy tôm đó anh Tèo cậu con đó. Cả nhà luôn nha. Một cái trứng này thử nó làm sao đây nè, có con đào không? Mời cả nhà con tôm xong nha. Không đào là sao? Con vịt xác mà không đào hả? Giữa. Giữa chứ luôn. Giữa là nó không có trống anh Tèo. Đi trao. Thứ hai. Không có trao à, hơi hơi à, mềm. Được rồi, được rồi. Không có không đào. Sợ nó không đào. Đào là 3 gữ. 8 gữ hả? Chưa được chín. Gào là ổng gà mới ngon. Anh đẹp. Nói gì nữa? Chín nữa nhỉ.
vịt nó đào nó giống bánh mì. Anh nuôi gà anh không bao giờ dám ăn trứng, để ấp nó nở không. Lâu ăn trứng luôn. Thử anh Tèo thử trong coi có học làm nào. Không không, im lắm. Thôi chào ha. Bé mới sang rồi. Ngon ạ. Vô. Mời cả nhà đi nữa. Vô, mời cả nhà. Uống vài lon bia cho nó ấy cả nhà ơi, cho nó dễ ngủ. Cả nhà là thấy tính khí anh Tèo vậy đó chứ không có gì hết cả nhà. Tại hồi nhỏ lớn tính bánh vậy á. Có gì nữa, có comment là lúa đọc là như anh Tèo sao nè. Anh Tèo cọc hả? Kỳ cục gì đó. Biết rồi, thấy rồi. Tại hồi nào giờ tánh anh vậy. Chủ yếu là anh em mình vui thôi cả nhà. Này cho mát đây. Có màu thì ngon ngộ ta. Ủa, tôm bỏ vô. Bột tôm. Bột tôm vô đó hàng chứ có màu ngộ nè. Hàng gian. Vô. Đúng rồi. Một cái nha. Mai là xuống anh em sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình thăng tiến xuống Hòn Sơn các nhà. Hòn Sơn là cái điểm tôm rất là nhiều. Được rồi á, anh em xuống dưới đó đó chài con chủng màu vàng mà quá trời tôm luôn. Chứ này anh em xuống câu tại mùa này nó nước quá trời nước à, không biết chài có được không. Cả nhà nhớ theo dõi những clip tiếp theo của anh em lúa xuống Hòn Sơn như là làm những gì nha. Xuống dưới kia thì anh em có chỗ ngủ rồi, tại vì ở đó có cái bè cho mướn câu quá, anh em ra chảnh người như là một đêm 50.000 ấy ạ, không biết phải không. À, làm cái nữa ha, làm cái này cái nữa mình chào cả nhà đi, làm luôn xương cái ngày mai mình tiếp tục. Mà không biết sao nha, sông Hậu cái đoạn này tới cái đoạn Hòn Sơn á sang cá cóc cực nhiều kỳ nhiều nha. Ừ, dưới đây dài dài chứ chậm phải ít chậm dân nó dính con này cá cóc. Cóc cực kỳ luôn á, bữa nay là chúng cái dân này cá cóc luôn cả nhà. Hai đêm liên tục anh em thức rồi, tối nay anh em sẽ nghỉ ngơi để mình xuống mình chiến đấu ngoài Hòn Sơn. Rồi đó cá cóc cũng dữ lắm. Rồi, mình bye bye cả nhà ha. Hẹn cả nhà vào những clip tiếp theo ở Hòn Sơn ha. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà clip sau. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.